Tôi cũng chẳng phải là người ăn tàn phá hại gì mà anh chị tiếng nặng tiếng nhẹ về tôi. Chẳng qua là số kiếp tôi nó hầm hiu nên tôi phải chịu. Anh chị cứ cắn xé nhau, thiên hạ người ta cười cho là nhà mình vô phúc. Trời ơi là U cứ ở nhà, trời. Không phải đi đâu cả. Kìa, U, U. U có giỏi, cứ để cho U đi. Để xem thiên hạ nuôi U được mấy bữa. Có nhà, có cửa, U phải đi đâu? U, anh vào nấu cơm nước đi, cho hai đứa đi học về có cái mà ăn. U ra đầu làng tí U về. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, U vào trong nhà đi. Mày sang gọi chú Cầm qua đây cho tao chưa? Con vừa gọi rồi mà. Mày chạy sang gọi ngay một lần nữa. Bảo chú sang đây có việc gấp. Ui giời, vừa gọi rồi mà. Bỏ đấy. Sang ngay. Gọi chú không hỏng hết việc của tao bây giờ. Có chuyện gì mà bác cho cháu gọi em sang gấp thế? Không xong rồi. Chuyện gì không xong? Chuyện mổ lợn. Ban quản trị thì đùn đẩy lên ủy ban. Ủy ban thì lại đùn đẩy về hợp tác. Họ bảo là do 2 năm nay nhà tôi chưa nộp đủ lợn nghĩa vụ, cho nên tôi phải bàn gấp với chú. Vâng. Thế chú đã chuẩn bị mọi việc sáng ngày kia xong chưa? Em cũng đã chuẩn bị hòm hòm rồi. Thế chú thuê được đèn măng sông không? Ấy, tôi đã thuê được một cái, vừa mang về đây này. Thế có mua thêm được dầu không? Dầu người ta ban phiếu, mua làm sao được. Mua chui là có tất. Mà này, cũng phải chuẩn bị thêm đèn đuốc nhé. Đang làm đêm mà đèn đuốc thiếu là bỏ mẹ đấy. Thôi thế bây giờ ta tính chuyện mổ lợn. Tôi tính là đêm nay bắt lợn đem qua nhà chú. Ơ kìa, sáng ngày kia làm cỗ, sao mổ lợn đêm nay? Trên đường từ ủy ban về, tôi đã tính cả rồi. Biết nhà ta có công việc, không được mổ lợn. Tối mai thế nào có đứa nó nỏ mồm, nó rình mò. Nếu chúng mà biết, báo lại cho hợp tác ấy, dân quân đến cản lại là hỏng hết đấy. Vâng. Trời rét như thế này, lợn mổ xong, để 5-7 ngày cũng chẳng ôi thiêu gì đâu mà lo. Vâng. Đêm nay mổ, bút nào mà biết được. Bác tính như vậy cũng là đúng. Nhưng bắt lợn khiêng từ đây mà qua nhà em, thế nào nó chẳng kêu ầm ĩ lên, giấu làm sao được. Ui giời ơi, chú thật thà quá nên chịu khổ suốt đời. Nó mà kêu thì ta có cách bịt mõm nó lại chứ. Thế ạ? Ông lại định cho lợn nó sục bờ mà gầu nước như năm ngoái hả? Tôi học được cách khác rồi. Năm ngoái cho lợn sặc nước, nó vẫn kêu. Ôi đứa nó biết mình mổ lợn chui, đem ra bán chợ đen. Nói lợn say la sắn, cóc nào nó tin đâu. Sáng nay tay doanh phó chủ nhiệm còn nhắc chuyện lợn say lá sắn. Thế ạ? Khiến tôi là ngượng chín cả mặt. Thế bác học được cách gì? Ui dồi ôi, lấy cho bếp, cho vào bao tải, rồi chùm lên đầu con lợn. Thì con lợn có ngoác mồm lên kêu thì cho sặc hết vào mũi. Thì có ghé tai vào cũng chẳng nghe thấy gì. Bác tính hay thật. Ông đâu cái cách bắt trộm lợn giỏi thế. Tôi ngồi uống nước chè xanh ở quán bà Đót đấy. Nghe lỏm chuyện mấy khách đi đường kể chuyện cái bọn bắt lợn trộm. Các cụ nói đếch có sai. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nhưng mà nói vậy thôi, chú cũng phải nên cẩn thận cho chắc ăn. Chiều nay nhé. Dạ. Hai chú cháu lấy chanh tre nứa lá. Vâng. Che cái bếp cho nó thật kín vào. Vâng. Đừng để một ánh lửa như que diêm nó ló ra ngoài. Tối nay chờ họp bình điểm xong là ai về nhà đấy đắp chăn ngủ. Chờ đường làng vắng tanh vắng ngắt thì mới được phép nổi lửa. Vâng. Có công có việc, động viên mọi người vất vả thức khuya một tí. Vâng. Giã thịt xong, cho vào buồng, lấy nong đậy lại. Dọn sạch đâu vào đó, không để lại dấu vết gì cả.
Mà cái thím Hoa nhà chú ấy là mồm miệng hay bép xép lắm. Bà cứ nói thế. Phải nhắc xong việc của cụ thì muốn nói gì thì nói. Bà yên tâm. Đằng nào khi bày cỗ ra, ai người ta cũng biết là mình mổ lợn chui. Vâng. Cùng lắm là chịu phạt như ông Ngũ năm ngoái. Phạt xong ấy, việc của cụ xong đâu vào đó là tôi thỏa lòng rồi. Sau đó tôi làm đơn xin ra khỏi hợp tác cho nó khỏe thân. Cơm mình ăn, ruộng mình cây. Muốn làm gì thì làm. Chả phải xin phép xin tắc cái thằng đích nào cả. Vào hợp tác thì dễ, nhưng xin ra thì khó đấy bác ạ. Mà người ta có cho ra, bác cũng có làm ăn riêng lẻ gì được đâu. Nước hợp tác quản lý, bác lấy đâu ra nước tháo vào ruộng nào? Phân bón, thuốc trừ sâu, toàn những thứ cung cấp, muốn mua cũng chẳng có. Không chói mà có khác gì bị chói nào. Bác vùng vẫy chỉ có chảy ra chóc xương bác, chứ chẳng ích gì. Thôi, bây giờ chú về bên nhà, che cái bếp lại cho kín đi. Tôi chạy lên phố huyện xem thuê thêm được cây măng sông nào không, rồi lùng mấy con phe muối dầu tây. Ai lo việc người đấy đi. Đi. Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng. Ông đừng trách tôi là bỏ con bỏ cháu mà đi. Chẳng qua tôi sống cạnh chúng nó, ngày nào hai vợ chồng cũng cắn xé, đánh chửi nhau cũng chỉ vì tôi. Chỉ vì thương con thương cháu mà phải lần hồi kiếm miếng cơm thiên hạ, cho bớt gánh nặng cho chúng nó. Ông đừng trách tôi mà tội. Bà đi đâu thế? Sao bà lại khóc? Bà về quê có tí việc. Quê có xa không hả bà? Quê xa lắm. Bố mẹ cháu có lần cũng về quê ăn cỗ rồi đây. Thôi, cháu ra chơi với bạn đi. Bà đi kẻo tối. Khi nào bà về? Bà đi mấy hôm rồi bà về. Cháu chơi đi. Chơi với bạn đi. Thank you.
Đi chơi buổi sáng chưa chán, bây giờ lại còn đi chơi thêm buổi chiều nữa. Tôi có nói ra thì anh lại bảo là tôi lắm lời. Biết bà đi đâu mà bảo là đi chơi. Ngoài đi chơi ra thì bà còn đi đâu nữa? À, thầy U về rồi. Con đây à, bà đi đâu rồi con? Vừa nãy con thấy bà cầm tay nải, vừa đi vừa khóc. Con hỏi bà bảo bà đi về quê. Quê ngoài làm gì còn ai đâu nữa mà về. Từ đây lên trên ý, những 70 cây số, xe cộ không có. Bà lên trên đó bằng cách nào? Ui giời, không còn ông bà thì còn hàng xóm, quê cha đất tổ. Anh không phải lo bò trắng răng. Cấm mồm. Bà mà có chuyện gì ấy, cả nhà cô không sống nổi với tôi đâu. Bác cả có nhà không đây? Bác cả ơi. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Chiều nay U có nói chuyện với bác là U về bên ngoại không? U đi khi nào? Chiều nay vợ chồng em đi làm đồng về, chẳng thấy U đâu cả. Nghe con em nó bảo, nó gặp bà mang một cái đệ quần áo, vừa đi vừa khóc. Nó hỏi bà đi đâu, bà bảo bà về quê. Nguy rồi, chắc trưa này thì mới lại nói gì với bà phải không? Ôi trời ơi, ngày nào mà chả thế, cái miệng như cái loa ấy, bác có lạ gì? Bao nhiêu lần tôi bảo với chú là đưa U sang ở với vợ chồng tôi, mà chú vẫn không chịu nghe cơ. U thương em là út, lại mồ côi bố từ hồi vẫn còn ẵm ngửa. Nên U không muốn rời em, mà em cũng chẳng muốn rời U. Bác à, con vợ nhà em ấy, nó lắm lời, nhưng tâm địa của nó chẳng độc ác gì. Chẳng qua ấy, nó vất vả quá, nên mới sinh ra bản tính thế thôi. Thế bây giờ tính sao hả bác?